Phàm là phận con, phận cháu, thì việc chăm lo cúng bái cho bậc ông bà, tổ tiên là chuyện thường tình, thậm chí còn là một nghi lễ bắt buộc phải thực hiện. Thế nhưng ở thời Tam Quốc lại có một vị quân chủ cấm con cháu làm việc này với mình. Thậm chí cái chết của ông còn là một bí ẩn đối với tông thất trong gia tộc. Không ai khác, đó chính là Tư Mã Ý. Tư Mã Ý có tên tự là Trọng Đạt. Ông là nhà chính trị, quân sự và là đại thần cốt cán của nước Tào Ngụy vào thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Song cũng chính Tư Mã Ý là người đã phản bội lại Tào Ngụy, trực tiếp đứng ra tạo thế lực và đặt nền móng cho nhà Tây Tấn sau này. Sinh thời, khi còn làm việc dưới trướng của Tào Tháo, Tư Mã Ý đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình như thái phó, thái úy hay là đại tướng quân. Ông được đánh giá là người giỏi mưu lược, biết nhẫn nhịn và từng lập được không ít công trạng, mà nổi bật trong đó chính là việc thành công chống lại chiến dịch Bắc Phạt từ phía Gia Cát Lượng của nhà Thục Hán. Song một trong những yếu tố giúp Tư Mã Ý đánh bật được ba ông lớn thời Tam Quốc chính là nhờ vào việc sống dai. Ông được xem là một trong những nhân vật lịch sử sở hữu tuổi thọ cao thuộc hàng bậc nhất thời bấy giờ. Ông qua đời năm 251 ở tuổi 73 khi mà hầu hết các đối thủ trước đó mộ đã xanh cỏ. Thế nhưng có một điều đặc biệt là sau khi chết, phần mộ của Tư Mã Ý chính đã tồn tại không ít những giai thoại ly kỳ và khó hiểu, bởi trong suốt một thời gian dài, việc thi thể của Tư Mã Ý được an táng tại đâu vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải trong lịch sử Trung Hoa. Chuyện chẳng là năm xưa, trước khi nhắm mắt xuôi tay, Tư Mã Ý đã có những dự liệu cho mình về nơi an táng để bảo vệ cho phần mộ của mình những ngày sau đó. Nguyên nhân là bởi khi còn sống, cả đời Tư Mã Ý đã đắc tội với vô số người, không chỉ là dòng họ nhà Tào Ngụy mà còn là những vị đại thần trong triều, những người hết lòng trung thành với quân chủ. Cho nên hơn bất kỳ ai khác, Tư Mã Ý lại càng phải thận trọng hơn trong việc chọn nơi chôn cất để tránh bị kẻ địch đào mả ông lên. Vậy chi bằng nên dàn xếp trước một số việc để được yên ổn lâu dài. Trong đó, cái chết đột ngột của Kỳ Phùng địch thủ là Gia Cát Lượng cũng là một gợi ý cho Tư Mã Ý trong việc đưa ra mưu kế cuối cùng trong cuộc đời của mình. Năm xưa, Gia Cát Lượng từng để lại di nguyện rằng cho người khiêng quan tài của ông, dây thừng đứt ở đâu thì chôn ở đó. Quả đúng là không ai tìm được nơi an táng của Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, Tư Mã Ý không bắt chước theo kế chôn cất của Gia Cát Lượng mà bắt buộc phải nghĩ ra một kế sách khác hoàn hảo hơn. Tương truyền rằng năm xưa, Tư Mã Ý cảm thấy ngày của mình không còn nhiều nữa nên đã gọi con cháu đến và dặn dò bốn việc nhất định phải làm khi tiến hành an táng ông. Thứ nhất là không được phép lập bia ở trước phần mộ. Thứ hai là không được phép trồng cây xung quanh mộ địa. Thứ ba là tuyệt đối không được chôn theo bất kỳ tài sản nào. Và cuối cùng là không được trồng cây cối xung quanh phần mộ của mình. Còn về phần đám tang thì trong ngày hạ táng Tư Mã Ý, thân nhân trong nhà phải bố trí nhiều quan tài cùng một lúc để tung hỏa mù, để kẻ thù bên ngoài không thể biết được đâu mới chính là quan tài đưa di thể của Tư Mã Ý. Kinh khủng hơn nữa là những người khiêng những chiếc quan tài trong ngày đó đến khi về đều bị ép phải uống thuốc độc để nhằm mục đích đảm bảo tính bí mật tuyệt đối về nơi hạ huyệt chôn cất. Chính vì thế mà ngoài những người trong gia tộc nhà Tư Mã Ý thì không một ai có thể xác định được rằng rốt cuộc di hài Tư Mã Ý nằm trong chiếc quan tài nào và được chôn cất ở đâu. Chưa dừng lại ở đó, tương truyền rằng hậu thế nhà Tư Mã Ý còn kín đáo tới nỗi không bao giờ tìm đến phần mộ để cúng bái mà chỉ tiến hành thắp nhang tế lễ tại từ đường chung của gia tộc. Việc này tuy có vẻ không hoàn chỉnh so với lễ nghĩa thời bấy giờ, thế nhưng việc Tư Mã Ý cố tình dặn con cháu không được đến quét dọn mộ mình chính là xuất phát từ bài học trong xương máu. Đó là câu chuyện cũ về sự biến Lăng Cao Bình. Ngày ấy, Hoàng đế Tào Phương dưới sự tháp tùng của đại tướng quân Tào Sảng và một vài thân tín đã rời đô thành Lạc Dương tới Lăng Cao Bình để tảo mộ. Tư Mã Ý ở nhà lợi dụng thời cơ chủ nhà vắng nhà đã cho phát động chính biến và thuận lợi giành được Giang Sơn của nhà Ngụy. Sở dĩ cuộc đảo chính Lăng Cao Bình có thể thành công chính là vì do tảo mộ và bị đánh úp từ phía sau, cho nên là người trong cuộc và từng trải qua nên Tư Mã Ý đương nhiên sẽ lo lắng người khác có thể làm theo. Bởi vậy mà con cháu đời sau nhà Tư Mã Ý cũng không được bén mảng đến phần mộ của ông dù là bất kỳ lý do nào. Mưu kế của Tư Mã Ý đối với hậu sự của mình quả thực rất hiệu quả,
Chính bởi ngôi mộ với 40 hiếm có khó tìm nên việc tìm kiếm phần mộ của ông chẳng khác nào mò kim đáy bể. Do vậy mà suốt hơn 1.000 năm sau đó, nơi chôn cất của Tư Mã Ý ở đâu vẫn còn là một ẩn số chưa thể giải mã trong lịch sử. Có câu, không có tầm nhìn xa thì ắt hẳn sẽ có nỗi lo trước mắt. Nhưng đối với một người nhìn xa trông rộng như Tư Mã Ý, mọi chuyện đã được ông tính toán, sắp xếp một cách cẩn thận. Tư Mã Ý trước đó vốn đã nổi tiếng là giỏi mưu tính, nhưng chuyện ông tính toán cho cả cái chết của mình, sắp xếp cho ổn thỏa, cho sự yên nghỉ của bản thân thì quả thực là không ai dám ngờ tới. Quả đúng mưu kế thâm sâu, cao thủ. Thời gian sau, đã từng có không ít người tò mò rồi cất công lên đường tìm kiếm nơi an nghỉ cuối cùng của Tư Mã Ý vì nhiều mục đích khác nhau. Người thì vì muốn biết xem phần mộ của kẻ phản bội như thế nào, người thì vì muốn đào được tí vàng bạc châu báu để đổi đời. Trong số đó, có một vị quan thất phẩm thời nhà Thanh từng vì ái mộ nhân vật này nên đã dành không ít tâm sức để tìm kiếm tung tích lăng mộ. Ông này sau đó tin rằng nơi có khả năng an táng di thể của Tư Mã Ý nhất là một tòa lăng tẩm mang tên Thanh Thái Chủng. Kể từ khi tìm được nơi đó, vị quan thất phẩm kia 5 lần 7 lượt mang đủ mọi tế phẩm tới đây để thắp hương và bái tế. Lâu dần, nhiều người cũng tin rằng nơi đây thực sự là phần mộ của Tư Mã Ý. Thanh Thái Chủng như vậy mà được hưởng hương khói rồi cúng bái không ngừng trong gần trăm năm. Thế nhưng mọi việc chỉ tiếp diễn cho tới khi người ta khai quật lăng mộ này. Sự thật về lăng mộ được cho là của Tư Mã Ý mới chính thức được hé lộ. Sau khi các nhà khảo cổ khai quật khu lăng mộ, người ta đã thấy phần mộ này bị trải qua rất nhiều vụ trộm mộ. Tuy nhiên, chủ nhân của lăng mộ này không phải là Tư Mã Ý, thay vào đó là một vương gia sống vào thời Nam Bắc Triều. Thế là mọi hy vọng về nơi an nghỉ của Tư Mã Ý đều rơi vào vô vọng. Những kẻ âm mưu tìm mọi cách truy cho ra được lăng mộ của ông lại một lần nữa thất vọng. Phải mãi đến những năm 80 của thế kỷ trước, ngôi mộ thực sự của Tư Mã Ý mới được tìm thấy ở trong ngọn núi thuộc Thủ Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Và người đã tìm ra được lăng mộ được săn lùng nhất này không phải là một nhân vật đặc biệt nào mà là một ông lão nông dân lớn tuổi. Ngày đó, khi đang làm việc trên mảnh ruộng của gia đình mình, ông ta đã vô tình đào ra một tấm bia đá được điêu khắc tinh xảo. Đặc biệt, điểm quan trọng nhất là dòng chữ trong tấm bia ghi rõ rằng phía dưới chính là mộ của Tư Mã Ý. Điều này khiến cho thiên hạ vô cùng ngỡ ngàng bởi trước đó họ đã truyền tai nhau về bí kíp giữ an toàn cho ngôi mộ của Tư Mã Ý. Cho tới tận ngày nay, việc ai đã làm trái lời căn dặn năm xưa và cố tình lập bia tại nơi chôn cất của Tư Mã Ý vẫn là một điều bí ẩn. Thế nhưng, đúng như câu nói, người tính không bằng trời tính. Tư Mã Ý có lẽ cũng không thể ngờ rằng trải qua hơn 1.000 năm, cuối cùng câu đố hóc búa của nhà quân sự lẫy lừng Tam Quốc lại được giải bởi một lão nông dân chân lấm tay bùn. Thế nhưng, nói gì thì nói, việc Tư Mã Ý có thể dàn xếp một cái chết bình an cho mình, một sự yên ổn về tương lai cho phần mộ kiểu như này thì quả thực xứng danh là mưu sâu, kế hiểm, hiếm có khó tìm. Còn các anh em thì sao? Các ông có suy nghĩ như thế nào về nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc này? Hãy để lại ý kiến của các ông trong phần bình luận bên dưới video nhé. Ngoài ra, nếu thích video này thì cũng đừng quên ấn like, subscribe và chia sẻ video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.